Rồi mình xin chào quý anh chị nha. Thì hôm nay mình bóng số cái đài Gia Lai ngày 1 tháng 9 thứ 6 nha anh chị, mình đưa lên rồi. Ở cái video trước rồi thì cái thứ 6 này số ít, nhưng mà thứ 7 thứ 7 Quang Ngãi là số rất là nhiều nha anh chị. Thôi bây giờ mình lần lượt mình đưa số cho anh chị mình nha. Đó, 37 nè, một số nè, 19 nè, 28 nè. Rồi bên này là cái đài Đắk Nông nha anh chị, 43 nè, Đắk Nông nha. Cũng là ngày 2 tháng 9 nha anh chị, thứ 7 nha. Đó là cái ngày 2 tháng 9 nè, bên này là ngày 1 tháng 9 là ngày hôm nay. Đó, mình bón. Còn ở đây là ngày 2 tháng 9 nha anh chị. Đó, ngày lễ nha. 43 nè, 07 nè, 25 nè, 62 nè, 08 nè, 92 nè, 00 nè. Hai Quang Ngãi nha anh chị. 14 xin lỗi, 46 nè, 74 nè, 83 nè, 51 nè, 65 nè, 12 nè, 21 nè, 03 nè, 95 nè, 86 nè, 77 nè, 68 nè, 54 nè, 03 nè, 97 nè, 79 nè, 88 nè, 56, 49 nè, 30 nè, 60 nè, 32 nè, 141 nè, 214 nè, và 623 nè. Đó nha anh chị. Đó, Quang Ngãi. Còn ở đây là 100 tờ là Nam Sách nha anh chị, là cái đài đây là Đắk Nông thôi nha anh chị. Đắk Nông nha. Đó. Còn hôm nay Quang Ngãi thấy nha anh chị. Có Nam Sách là Đắk Nông là 100 tờ thôi, còn cái này là 150. Đó, này Quang Ngãi nha anh chị. Rồi anh chị, em bón trên trục quốc lộ 24B ở độ 12 thôn Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, ngay cái xăng dầu Tân Đông. Đó thì số điện thoại liên hệ 0968 634 12, Zalo nha anh chị. Hoặc Adiban nha anh chị, 451 227 32226 nha anh chị. Rồi có gì anh chị mình có nhu cầu mua vé số hãy liên lạc với em nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh bón vé số kiếm gỗ của em nha anh chị. Chúc anh chị may mắn nha. Cảm ơn quý vị đã mua vé số ủng hộ em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Có video sau quý vị hãy đăng ký và bấm chuông để nhận những clip mới em ra nha anh chị.